Thưa bà con, giá bán 1 kg nhãn luôn ở mức từ 20 đến 30 nghìn đồng. Nhãn được các siêu thị lớn thu mua với thị trường ổn định. Lợi nhuận kinh tế mang lại cao hơn so với các loại cây trồng khác. Đó là những điểm hấp dẫn mà mô hình trồng cây nhãn xuồng cơm vàng theo VietGap mang lại cho bà con ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và trong chương trình khuyến nông ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con mô hình này. Từ khi có được giấy chứng nhận VietGap, mỗi ký nhãn xuồng cơm vàng, ông Đào Văn Hiếu bán ra cao hơn nhãn thường từ 2.000 đến 3.000 đồng. Năng suất vườn cũng tăng, hơn 6 tấn trên 5.000 mét vuông. Trái nhãn sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định. Từ lúc thực hiện cái quy trình VietGap, thì cái việc xuất hàng của mình khá dễ dàng. Cơ bản là xuất nhập bán nhà tác xã chứ không có bán ngoài. Và ký các hợp đồng với lại Sài Gòn Co-op-Mart, tức là Metrocast, Ancari. Thì hầu như năm nào cũng có thể nói là cái sản phẩm của nhãn xuồng cơm vàng của Nhân Tâm, hợp tác xã đó, trong đó tôi chỉ là thành viên thôi, thì cũng được tiêu thụ rất là tốt. Thì qua cái sức sống chung như vậy, mình thấy rằng là một thành viên trong cái sản xuất VietGap. Bà con ở xã Hòa Hiệp bắt đầu áp dụng quy trình VietGap cho cây nhãn xuồng cơm vàng từ năm 2008 đến năm 2013 thì được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. VietGap có ý nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam với 4 nhóm tiêu chí: đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe cho người lao động và phúc lợi xã hội, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Cái bản khuyến cáo cái khu vực vừa phun thuốc xong để cho mọi người có đến, người ta biết rằng khu vực này vừa phun thuốc thì phải cố gắng né đi những cái nhánh, những cái lá có thể qua quẹt đến mình và ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên là buộc lòng phải có cái này. Một cái thứ hai là các bạn cũng thấy là mỗi cây đều có cái số của nó. Đây là cái cách làm để cho nhà vườn dễ theo dõi. Có nghĩa là cái cây nào, bởi vì trong các bạn biết rằng một vườn cùng một lúc làm hoa nhưng mà có thể là cây ra trước, cây ra sau, thì nhà vườn sẽ biết rằng cái cây đó là cái cây sẽ thu hoạch vào cái ngày nào, ghi chép rằng cây này nó ra hoa vào ngày nào và sẽ thu hoạch vào ngày nào. Có những cây mình phải ghi biết rằng cái số đó thu hoạch trước và cái số thu hoạch sau, tức là ta sẽ không có cái nhầm lẫn trong quá trình thu hoạch, giữ cho được cái sản phẩm, cái chất lượng nó tốt, nó đều. Mỗi cây đều được đánh số thứ tự như vậy, giúp nhà vườn dễ dàng hơn trong việc ghi nhật ký đồng ruộng và chăm sóc vườn. Cứ cách 10 mét lại có một bảng chỉ dẫn như thế này. Đây là một trong những yếu tố bắt buộc của mô hình VietGap cho vườn nhãn xuồng cơm vàng. Từ nhà kho đến nơi pha chế thuốc bảo vệ thực vật hay chỗ ủ phân hoài mục được phân khu rất rõ ràng. Tuy nhiên, để có được cơ sở vật chất ban đầu, nhà vườn sẽ tốn khoảng 100 triệu đồng. Tôi nghĩ rằng nếu một số bà con anh em có cách nghĩ về cái cây cái trái của mình thì mặc dù có thể bỏ ra một cái số tiền thì nó là lớn, nhưng mà khẳng định được cái chất lượng hàng hóa của mình làm ra nó sạch, nó an toàn. Bông ngắn mình không sợ nha, nhưng mà nó có hiện tượng khô này. Bỏ vốn đầu tư lớn nhưng lâu dài có được lòng tin của khách hàng và thị trường ổn định chính là điểm thu hút của mô hình này. Từ 6 hộ ban đầu đến nay đã có trên 12 hộ trồng nhãn xuồng cơm vàng theo VietGap. Với 6 hecta, hàng năm trên 1 hecta, nhà vườn lời 200 triệu đồng. Một tháng, bà con cung cấp từ 7 đến 8 tấn nhãn cho các siêu thị, với giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng 1 kg. Những năm gần đây cũng có một mùa bội thu tương đối, thì đời sống bà con cũng khá giả, cũng là anh em cảm thấy họ cũng, đôi khi họ cũng suy nghĩ và trao đổi với chúng tôi về hội nông dân của xã, thì cũng là cái phương thức này là sản xuất có nhiều hiệu quả, đem lại cái lợi ích kinh tế là tốt hơn. Ủy ban dân tỉnh và cơ quan chuyên môn cũng thường xuyên là tập huấn rồi vận động nông dân áp dụng theo cái VietGap, vì nó có những cái lợi ích như vậy á, thì những hộ nông dân người ta cũng đã thực hiện theo VietGap. Những cây nhãn xuồng cơm vàng đang nở hoa,
Chúng hứa hẹn mang đến cho nhà vườn một mùa bội thu. Bà con trồng nhãn xuồng cơm vàng Việt Gáp sẽ không gặp lại cảnh được mùa mất giá nữa, bởi tất cả những trái nhãn của họ đều được các siêu thị lớn thu mua.